Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review về dự án Zantia Pay. Đây là trong các chính thức của dự án này, zantiapay.com. Thì đây với có dự án về Zantia Pay, về cái hình thức chấp nhận ở đây qua Bitcoin, Litecoin, Ethereum và Zantia Coin này. Với hiện tại nó đang trong cái chương trình ICO và sẽ kết thúc sau 18 ngày, 19 giờ 50 phút nữa. Các bạn có thể theo dõi và tham gia ngay bây giờ, nhận được ký ưu đãi tốt nhất của dự án này. Hiện tại một cái Ethereum bằng với 1.500 token ZNX và một ZNX bằng 0,25 euro. Thì chương trình ICO thứ 3 ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 này với một token bằng 0,25 euro. Thì hiện tại cái sốc cạp ở đây nó đã đạt được, hiện tại nó đang huy động được 4.049 Ethereum, tương với 6.075.386 token. Hạ cạp ở đây là 20.708 Ethereum, tương ứng 31.075.386 token. Thì Zantiacoin trao đổi chính thức EDEX phân chia tài sản Ethereum phân cấp Zcoin Plate. Hầu hết các trao đổi tiền điện tử P2P tiên tiến với cái BitP phân cấp, P2P phân cấp, trao đổi tiền điện tử trên cái thiết bị di động và cái Xtracoin trao đổi tiền điện tử trong cái tương lai của Việt Nam. Đối với đề xuất kinh doanh và đối tác thì ở đây có cái đội ngũ support a@zantiapay.com. Các bạn có thể đặt những câu hỏi, gửi vào hòm thư ở dưới đây để đội ngũ support hỗ trợ các bạn trả lời những câu hỏi các bạn đang thắc mắc. Thế thì Zantiapay là gì? Các bạn có thể xem cái video dưới đây về cái dự án Zantiapay này, hiểu rõ hơn về cái cryptocurrency này. Hoặc các bạn có thể truy cập trang web chính thức ở dưới đây theo dõi cùng chúng tôi. Thì Zantiacoin, đồng xu có giá trị nhất với cái định vị tiền tệ chủ đạo mới Bitcoin, Ethereum, Litecoin chuyển đổi tự do sang cái token ZNX Zantiapay này, có thể sử dụng để trang trải cái phí dịch vụ trong hệ sinh thái Zantiapay, để giảm giá 50% cho tất cả các dịch vụ trong cái hệ sinh thái Zantiapay khi sử dụng cái Zantiacoin này. Với sử dụng cái mã thông báo ERC20 Ethereum, các bạn có thể nhìn thấy đây là một coin Zantiacoin tiêu biểu của dự án này. Về cái thông tin cập nhật về cái dự án Zantiapay này, các bạn có thể thấy những sự kiện ví dụ như là thay đổi danh sách trao đổi Zantiapay, Zantiacoin được trong cái danh sách về Hot Bit vào ngày 22 tháng 6 2018, Zantiacoin được mệnh danh được danh sách về cái Peso dự án thương mại dựa trên cái Android tại Ấn Độ ngày 21 tháng 6 2018, Zantiapay OT giấy phép hoạt động Wallet Virtual ngày 20 tháng 6 2018, hay những cái sự kiện khác liên quan mới nhất về cái dự án này. Về cái chương trình phân phối token thì ở đây 19,55% sẽ dành cho chương trình ICO với cái một token đây tương ứng với 0,00066681 Ethereum, một token tương ứng 0,25 euro. Và phân phối token ở đây là 6.075.386 token. Đây là lộ trình của dự án này. Hơn 1 triệu người sử dụng thẻ ghi nợ Zantiapay vào năm 2020 và bắt đầu Zantiacoin bán trước từ ngày 15 tháng 3. Về phân phối mã thông báo thẻ ghi nợ khi đặt trước bán hàng với chương trình pre-ICO ICO giai đoạn 3 với ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 5. Ra mắt quý 3 2018 thì ra mắt ví Zantiapay, ra mắt cái thẻ ghi nợ Bitcoin, Litecoin, Ethereum và cái Zancoin tích hợp vào cái thẻ ghi nợ Quarknet này. Quý 4 2018 ra mắt thẻ ghi nợ, ra mắt thẻ ghi nợ Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Tức là trên cái ví này các bạn có thể xem cái thẻ. Năm 2019 thì ví tiền tử lớn nhất thế giới trở thành cái ví điện tử lớn nhất thế giới tham gia ngày hôm nay. Dưới đây là một số cái đánh giá rating của một số trang, các bạn có thể thấy chắc ICO 4,6 trên 5 sao, ICO Ben 4,2 trên 5 sao, ICO Max 8,4 trên 10 sao, Post ICO rating 7,5 trên 10 sao, hay ICO trên Seedl. Cái chương trình phân bổ ICO đây với 50 triệu token phần 1 là 50 triệu token 0,1 euro, phần 2 là 20 triệu token giá 0,14 euro, phần 3 là 25 triệu token 0,25 euro, hiện tại đang phương giai đoạn thứ 3 chương trình ICO đó. Giới thiệu với bạn bè với mức hoa hồng bounty 20%, mỗi cái chủ thẻ Zantiacoin ZNX này sẽ được hưởng hoa hồng giới thiệu được thanh toán hàng tuần. Điều này sẽ được cấu thành từ 20% doanh thu giao dịch dòng.
Với cái ví Zantepay là gì thì ứng dụng ví Zantepay cho phép bạn mua, bán, gửi, nhận và trao đổi Gentercoin của bạn theo cách đơn giản và an toàn nhất có thể. Với cái vẻ đẹp của nó và dễ dàng sử dụng, các giao dịch thẻ Zantepay mới nhất của bạn hoặc lịch sử trao đổi của bạn, bạn có thể tùy chọn để quản lý Bitcoin, Litecoin, Ethereum và Zancoin trực tiếp từ cái ví Zantepay của bạn và gắn ví cho của bạn cho cái thẻ Zantepay này theo các tùy chọn đã chọn. Mua Bitcoin, Altcoin hoặc thanh toán của SEPA hoặc thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng. Với cái thẻ ghi nợ Zantepay cho phép mua hàng Bitcoin, Litecoin, Ethereum hoặc Zancoin ở mọi nơi trên thế giới đã kết nối trực tiếp với cái ví Zantepay của bạn, cung cấp giá giao dịch cao nhất tự động từ các giao dịch đối tác, 1% phí trao đổi và không có tiền công không rõ ràng, 20% hoàn tiền tại cái Zantecoin. Thì Zantepay đơn đặt hàng trước cái thẻ ghi nợ miễn phí sẽ có sẵn ngay sau khi ICO sau ngày 15 tháng 7 và 1.000 đơn đặt hàng trước thẻ đầu tiên sẽ nhận được cái tiền thưởng 50 token. Đăng ký tham gia ICO bây giờ để nhận được cái tiền hoa hồng lớn nhất. Về cái kiến trúc thanh toán Zantepay với cái quẹt thẻ trong cái cửa hàng hay nhà cung cấp thẻ gửi yêu cầu tới chương trình phụ trợ Zantepay. Phần phụ trợ của Zantepay được kết nối với trao đổi thông qua cái API được xác định giá thị trường của Bitcoin. Phụ trợ Zantepay lấy thông tin từ cái ví của số dư của Bitcoin và tính toán số tiền chi tiêu bằng thẻ ghi nợ. Zantepay backend gửi thông tin đến cái nhà cung cấp thẻ và nhà cung cấp thẻ xác nhận giao dịch. Nhà cung cấp thẻ số tiền cái Bitcoin từ cái ví này sẽ được khấu trừ. Vì mục tiêu của chúng tôi là trở thành một cái ví điện tử lớn nhất thế giới vào năm 2019. Hay đang coi mỗi lần kế Zantepay của bạn thì các bạn có thể thấy ở đây 20% Zantepay hoàn tiền trên tất cả các giao dịch mua qua thẻ ghi nợ. Với từng phần trăm tương ứng với số tiền ghi nợ, ví dụ 1 đến 1 triệu doanh thu sẽ hoàn lại 32%, 1 triệu đến 20 triệu sẽ hoàn lại 15%, từ 10 triệu đến 20 triệu sẽ hoàn lại 12%, từ 20 triệu đến 50 triệu hoàn lại 5%, từ 50 triệu đến 100 triệu hoàn lại 5%, từ 100 triệu đến 300 triệu hoàn lại 3%, từ 300 triệu đến 1 tỷ hoàn lại 2%. Đây là đội ngũ của nhóm Zantepay, các bạn có thể nhìn thấy với người sáng lập là Mado Oso, đồng sáng lập là Danny Alipkin, CTO là Danny Reza, John Suvitok là CFO, Kirit Singh bên luật sư pháp luật đối tác, Stanla Lavitchenko người sáng lập và thiết kế sản phẩm, Alexander Harudi hợp đồng thông minh và quản lý dự án, Pavel Baiko đội trưởng phụ trách, Alexei Forenko trưởng nhóm front end, trưởng nhóm DM, Oleg Pogivuko, Vadim Aniko về chương trình quản lý party. Đội ngũ cố vấn gồm có Damisic Lau, Cristobal Alonso, Aka Sanjay Martili, Ranu Kamibek, Greg Singh, Louis Alonso, Villa Lobos. Đối tác bắt đầu của dán này gồm có AS, AVKS, Viper, MongoDB, Nelstar, Chris Gray, SK, Winit. Kênh của chúng tôi các bạn có thể tìm hiểu qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Telegram, Reddit, Medium, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Chi tiết về cái dự án này, hiện tại cái dự án này đang có mặt ở Estonia. Các bạn có những câu hỏi thắc mắc có thể để lại thông tin dưới đây, email và những câu hỏi để gửi bình hòm thư support@zantepay.com. Thì trên đây là cái trang web chính thức của dự án này. Các bạn có thể để email cập nhật thông tin mới nhất về dự án này. Đây là cái video của mình review đánh giá về cái dự án Zantepay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.